ngay sau sự kiện ra mắt một số mẫu xe điện tại triển lãm Vinfast vì tương lai xanh một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc Vinfast VF7 giá dự kiến từ 760 triệu có thuê pin giao xe trong tháng 11 nhân viên tư vấn còn chia sẻ thêm rằng giá bán này dành cho phiên bản Eco và chưa kèm mức phí thuê pin hay mua đất hiện tại cũng chưa có thông tin gì về chương trình ưu đãi hay áp dụng voucher dành cho Vinfast VF7 VinFast VF7 có kích thước tổng thể có thể xếp vào phân khúc SUV cross over cỡ C, tức là lớn tương đương Mazda CX5, Honda CZ-V, Hyundai Tucson, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander, Ford Territory. Sự khác biệt của VF7 là động cơ điện. Vừa qua, VinFast VF7 đã có dịp diện kiến khách hàng Việt Nam trong buổi triển lãm diễn ra tại Hà Nội. Dù xe chỉ được trưng bày dưới dạng concept nhưng vẫn nhận được sự quan tâm không nhỏ đến từ khách tham quan cũng như cộng đồng mạng. Tổng quan về VF7, xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.545mm, 1890 mm 1635 mm chiều dài cơ sở 2.840mm tức là chạm đến ngưỡng xe hạng D. Mẫu SUV cỡ C được thiết kế bởi studio nổi tiếng thế giới Torino Design. Ngoại thất trang bị giải LED định vị hình cánh chim quen thuộc phần mui vuốt xuôi về sau kiểu cúp, kính hông nối với kính hậu khá độc đáo. Mâm xe có 3 tùy chọn 19 in, 20 in và 21 in. Các bản Eco và Plus sẽ có chút khác biệt ở ngoại hình. Nội thất thiết kế tối giản đặc trưng của xe điện. Trung tâm bảng táp lô là màn hình giải trí cảm ứng 12.9 in đối với bản Eco và 15.6 in đối với bản Plus. Cần số và phanh tay dạng điện tử, cùng một số tính năng đáng chú ý như hiển thị thông tin lên kính lái hắt, vô lăng tích hợp nút bấm ga tự động và sạc không dây là điểm nổi bật bên trong xe. VinFast VF7 phiên bản Eco trang bị động cơ điện công suất 201 mã lực và mô men xoắn 310 Nm hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản Plus trang bị động cơ điện cho công suất 349 mã lực và mô men xoắn 500 Nm hệ dẫn động 4 bánh. Khi sạc đầy bộ pin 75 kW, phạm vi hoạt động của VF7 Eco lên tới 450 km, trong khi con số trên phiên bản Plus đạt 431 km. VinFast VF7 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc Level 2, kiểm soát đi giữa làn, ga tự động thông minh và hỗ trợ giữa làn khẩn cấp. Đến thời điểm này, chưa có xe điện nào cùng phân khúc VF7 đang hoặc sắp bán trên thị trường. Dưới VF7 còn có VF6. Mẫu xe nhỏ hơn, cũng có thể dễ bán trong thời gian tới khi đã có nhiều xe chạy thử nghiệm được bắt gặp trong nhà máy.